chào quý vị và các bạn. Như vậy là đã qua 4 ngày nghỉ lễ đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ngày mai người dân trên cả nước sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Thời tiết trên cả nước diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi để có sự chủ động. Cụ thể, tại miền Bắc, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng nên nhiệt độ trưa chiều mai tại Bắc Bộ tiếp tục tăng lên, phổ biến vào khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên mức này. Riêng khu vực Tây Bắc thì có điểm nắng nóng cục bộ với mức nhiệt trên 36 độ. Tuy nhiên, từ đêm mai sang đến ngày mùng 5 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến bởi một khối không khí mát từ phía Bắc có quá trình dồn xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp gây mưa rào và dông diện rộng trở lại. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức cảnh giác. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mùng 5 sẽ giảm mạnh từ 6 đến 8 độ, thời tiết chuyển sang trạng thái mát mẻ hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Lưu xuống miền Trung, ngày mai thời tiết vẫn ổn định, trời nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều tăng cao. Toàn vùng phổ biến mức nhiệt là 32 đến 34 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao lên tới mức là 35 đến 37 độ. Chiều tối mai khả năng có mưa dông nhiệt xảy ra ở một vài nơi. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng, mức nhiệt cũng tăng cao. Trưa chiều mai dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và 32 cho tới 35 độ ở Nam Bộ. Từ chiều tối thì mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn, cục bộ có điểm mưa với lượng khá, tập trung ở các tỉnh ven biển Nam Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa phổ biến có mưa vài nơi, thịnh hành gió Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 5, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.